Quỳnh Di và Vũ Hoàng xin kính chào quý vị. Chúng tôi xin được mở đầu bản tin tối thứ năm, mùng 6 tháng 1 với một số tin tức đáng chú ý trong ngày. Hoa Kỳ mạnh mẽ phản đối công an Việt Nam đối xử thô bạo với một nhà ngoại giao Mỹ. Bế mặt năm tháng 2010 tại La Vàng. Kính thưa quý vị, chính phủ Hoa Kỳ mạnh mẽ phản đối Việt Nam về sự đối xử với một nhà ngoại giao Mỹ thuộc tòa đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam. Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam, ông Michael Mihalak tuyên bố điều này hôm thứ Năm ngày 6 tháng 1 tại Hà Nội đại sứ michael mihalak cho biết chính phủ mỹ tại washington cũng như tòa đại sứ hoa kỳ ở hà nội đã trao văn bản phản đối việt nam về vụ này ông gọi đó là một sự kiện cần được hết sức quan tâm vì tất cả mọi chính phủ phải có trách nhiệm tuân thủ công ước viên về quan hệ ngoại giao đảm bảo sự an toàn và an ninh của các nhân viên ngoại giao về phần mình phát ngôn viên bộ ngoại giao việt nam bà nguyễn phương nga tuyên bố chính phủ việt nam sẽ duyệt xét sự việc nhưng các nhà ngoại giao nước ngoài cũng có trách nhiệm phải tuân thủ luật pháp của nước sở tại cũng cần nhắc lại rằng sáng thứ tư tùy viên chính trị tòa đại sứ mỹ christian margin đến thăm linh mục nguyễn văn lý tại nhà chung của tổng giáo phận huế đã bị công an cản trở công an đã vật ông này ngã xuống và khiêng ông ta bỏ lên xe chở đi cũng trong cuộc họp báo giã từ tại Hà Nội, Đại sứ Hoa Kỳ Michael Mihalak tuyên bố rằng Hoa Kỳ và Việt Nam đã đạt được nhiều tiến bộ đáng kể trên các lĩnh vực giáo dục, thương mại và hợp tác về an ninh trong nhiệm kỳ trên 3 năm làm đại sứ của ông. Đại sứ Mihalak đánh giá trong suốt 15 năm qua, kể từ khi Washington và Hà Nội tái lập bang giao, hai bên đã xây dựng mối quan hệ vững chắc trên tinh thần hợp tác và tin cậy lẫn nhau, hầu mang đến lợi ích chung cho cả hai dân tộc Việt Nam và Mỹ. Ông cũng cho biết hai nước sẽ tiếp tục phát triển và hợp tác trên nhiều lĩnh vực. Song song với các công tác này, Hoa Kỳ và Việt Nam đang có những cuộc đối thoại nhằm giải tỏa những quan điểm khác biệt về quyền tự do ngôn luận, ngăn chống tham nhũng và bảo vệ tác quyền. Về phía Việt Nam, trong một cuộc họp báo khác cùng ngày, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Việt Nam là bà Nguyễn Phương Nga tuyên bố sẽ hoàn thành 5 mục tiêu chính trong quan hệ ngoại giao với các quốc gia khác trong năm 2011. Bộ Ngoại giao Việt Nam giải thích năm công tác quan trọng đó là củng cố quan hệ hữu nghị và hợp tác với các đối tác trên toàn cầu, giải quyết vấn đề tranh chấp lãnh thổ, lãnh hải, phân chia ranh giới trong tinh thần thiện chí ôn hòa, đẩy mạnh chính sách hợp tác kinh tế văn hóa, sau cùng là ủng hộ và phát huy sự đóng góp của cộng đồng người Việt tại hải ngoại. Vẫn theo phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Việt Nam, thì năm 2011 là thời điểm mang ý nghĩa quan trọng, vì đây là năm đầu tiên chính phủ ứng dụng các nghị quyết do Đại hội Đảng lần thứ 11 ban hành cho kế hoạch phát triển 5 năm từ nay đến năm 2015. Và thưa quý khán thính giả, vào lúc 10 giờ sáng ngày 6 tháng riêng năm 2011 tại khu Thành Mẫu La Vang thuộc tỉnh Quảng Trị, Giáo hội Công giáo Việt Nam đã cử hành thánh lễ bế mạc Năm Thánh 2010, kiêm Đại hội hành hương Đức Mẹ La Vàng lần thứ 29. Buổi lễ này được chờ đợi từ nhiều ngày nay khi có nguồn tin Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết sẽ có mặt để đọc bài diễn văn ngay trong thánh lễ. Tin đồn này làm cho giáo dân hết sức quan tâm. Anh Nguyễn Đình Vinh, một giáo dân tham dự ngay từ ngày thánh lễ khai mạc cho đến bế mạc, cho biết những thông tin chung quanh ngày lễ này như sau. Chiều qua thì có ông Nguyễn Thiện Nhân, Phó Thủ tướng đã đến chào mừng, chúc mừng và đọc một bài diễn văn. Chúc mừng. Tiếp quan khách chiều qua thì không phải là phóng lễ mà là một cái buổi đón tiếp thôi. Có đón ông Y và chào ông Nguyễn Thiện Nhân thì vào buổi chiều qua sau khi làm lễ cháu cờ cơ hội nhưng mà tượng trưng là cờ của 26 giáo phận ở Việt Nam. Được biết, sau lời phát biểu của giám mục Nguyễn Văn Nhơn, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam và của Hồng Y Ivan Dias, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân cũng ca ngợi tự do tôn giáo của Việt Nam, khuyến khích sống tốt đời đẹp đạo, nhà nước Việt Nam tôn trọng tự do tín ngưỡng. Quý vị vừa theo dõi bản tin truyền hình của Đài Á Châu Tự Do. Quý vị và Vũ Hoàng xin kính chào quý vị. <laughs>